Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút. Tập 99. Chương 981, hỗ trợ 1. Đường ra, chàng mau nhìn đi, chúng ta đã về tới Thanh Khâu rồi. Dương Tiểu Hài theo thanh âm nhìn lại, kia là từng mảnh đồng cỏ xuất hiện ở trước mặt của hắn ta. Cỏ Thanh Khâu sao lại đều biến thành màu vàng rồi? Lý Hỏa Vượng một thân hồng bào đang ở một bên hồ nước, dưới cái nhìn soi mói của Lý Tuế, đi tới đi lui phảng phất như đang chờ đợi điều gì đó. Hắn thỉnh thoảng còn nổi nóng mà cắn xé mu bàn tay của mình một chút, thoạt nhìn vẻ mặt dường như có chút lo lắng. Lần chờ đợi chính là hai canh giờ, ngay khi sự kiên nhẫn của Lý Hỏa Vượng gần như đã tiêu tan hết, hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong hồ nước xoay người lại, nhìn mình. Lý Hỏa Vượng có chút tức giận nói, Dịch Đông Lai, anh cũng biết tới à, ta cũng có chuyện của mình, ta là tương lai của ngươi, không phải bảo mẫu của ngươi. Quỳ Tai mở miệng nói, được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, thời gian hiện giờ rất cấp bách, nói ngắn gọn. Ta mặc kệ ngươi có biết rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không, hiện giờ ta cần ngươi giúp ta. Lý Hỏa Vượng đứng vững, cau mày nhìn chằm chằm hắn nói. Giúp ngươi? Vì sao? Đừng nói với ta là, chuyện Tứ Tề Quốc đều đã bị Pháp giáo chiếm giữ, một tư mệnh như ngươi cũng không biết rõ đấy. Ta đúng là không biết rõ. Quý Tai nói rất thản nhiên. Ngươi nói lại lần nữa xem ngươi không biết rõ cái gì. Tứ Tề đó. Toàn bộ các quốc gia đều đã bị Pháp giáo chiếm giữ rồi. Thế lực của Vu Nhi Thần cũng đã tràn lan đến mức độ này rồi. Thế mà ngươi lại không biết rõ ư. Ngươi cũng biết ta là trưởng quản mê võng. Ngươi hoang mang ta so với ngươi còn hoang mang hơn. Xuất hiện loại tình huống này cũng đều là có nguyên do cả thôi. Đệt, Lý Hỏa Vượng hiếm khi phát ra một câu chửi tục. Không biết rõ tại sao, chỉ cần là nói chuyện với Quý Tai, Lý Hỏa Vượng luôn cảm giác ngọn lửa trong lòng kia làm sao cũng không dập tắt được. Ta mặc kệ ngươi có biết hay không, không thể để cho Đại Lương dẫm vào vết xe đổ của Đại Tề được. Ta cần ngươi giúp ta. Đừng quên lúc trước lúc ngươi muốn hỗ trợ, ta có thể một câu nói nhảm cũng không nói. Vậy ta cần phải giúp ngươi như thế nào đây? Ngươi không phải là tư mệnh sao? Làm cho ta trở nên lợi hại hơn một chút đi. Lợi dụng năng lực của ngươi để ta thời khắc đều duy trì được loại trạng thái thượng khương đăng giai của ba hủy kia, đây đều là để đối phó với Vu Nhi Thần. Lý Hỏa Vượng nói đến đây, nắm chặt nắm đấm. Loại này ta không làm được, dù sao ta cũng chỉ là trưởng quản mê võng, có điều ta quả thực đã giúp ngươi rồi. Ngươi giúp rồi, đánh rắm, ngươi giúp cái gì rồi? Sao ta lại không biết chứ? Đúng vậy là có ý gì? Ta hỏi ngươi đã giúp cái gì rồi? Nghe Quý Tai dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói nhảm, ngọn lửa trong lòng Lý Hỏa Vượng liền bùng lên. Khi đó hẳn là ta nên chọn đi làm tâm bàn của ba hủy, cũng tốt hơn làm tâm bàn của ngươi. Ba hủy sao? Không tốt đâu, làm tâm bàn của ba hủy rất đau đấy. Ngữ khí của Quý Tai vẫn không nhanh không chậm. Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng đang nổi giận bỗng nhiên tỉnh táo lại, ánh mắt không tốt mà nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình trước mắt. Quý Tai, ngươi nói ngươi là ta của tương lai, thế nhưng hành động và lời nói của ngươi khiến ta có chút hoài nghi mục tiêu của ngươi có giống mục tiêu của ta hay không. Quý Tai khẽ thở dài một hơi, ta nói khác thì ngươi sẽ tin sao? Kể từ sau khi Gia Cát Uyên lừa ngươi, ngươi có từng tin bất kỳ kẻ nào không? Đừng nhắc tới Gia Cát Uyên với ta, ngươi không phải tư mệnh sao? Nếu như có năng lực thì ngươi làm Gia Cát Uyên sống lại cho ta đi. Ta không làm được. Trong thế gian người chết không thể trở thành người sống được, bởi vậy ở trong Bạch Ngọc Kinh cũng không có nơi nào như thiên đạo. Một sự im lặng kéo dài xuất hiện giữa hai người. Thật lâu sau đó, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, cái gì cũng không được, vậy ta hỏi ngươi, những người khác của tương lai vẫn còn tốt chứ? Những người khác của Ngưu Tâm Thôn, Đại Lương thì sao? Ta của tương lai có thực sự bảo vệ tốt cho bọn họ không? Tương lai như thế nào, được quyết định bởi ngươi ở hiện tại. Ngươi cũng biết rằng thế giới này rất linh hoạt, nó thời thời khắc khắc đều đang phát sinh sự thay đổi. Lý Hỏa Vượng hết sức chăm chú nhìn về phía Quý Tai, đừng nói những lời đạo đức giả ấy nữa, ta không có yêu cầu gì khác. Ta cũng đã hiến tế chính bản thân mình,
chỉ muốn bảo vệ những người mà ta quan tâm, để bọn họ có thể sống sót ở cái thế giới cổ quái này, ngươi trả lời ta đi. Ngươi có thể bảo đảm không? Dường như cảm giác được sự nghiêm túc trong giọng nói của Lý Hỏa Vượng, lần này, Quý Thai đặc biệt khẳng định gật đầu, chỉ cần ngươi là tâm bản của ta, ta có thể bảo đảm. Chương 982, Hỗ trợ 2. Nghe nói như thế, lúc này Lý Hỏa Vượng mới hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu như đối phương không thể bảo đảm bất kỳ chỗ nào, vậy hắn thực sự sẽ nghĩ về việc có nên đi tìm một nhà khác hay không? Tốt lắm, không cần phải nói nữa, vẫn nên nói đến phiền toái trước mắt. Nguy cơ của Vu Nhi Thần đang ở ngay trước mắt, hiện tại ta cần phải gia tăng thực lực lên. Tu chân trong quá khứ từng có tai họa ngầm, là bởi vì thiên đạo thật giả đều bị đấu mỗ nắm trong tay, nếu giờ đây thiên đạo thật giả đều là của ngươi. Vậy ta có thể tiếp nhận tu chân không? Có một số việc ngươi không cần phải hỏi ta, ngươi cảm thấy có thể là được rồi. Lời này vừa nói ra, trong lòng Lý Hỏa Vượng cứng lại, hắn bỗng nhiên cảm giác suy nghĩ của mình đã đi theo tiết tấu của đối phương rồi. Ngay khi hắn còn đang do dự chuẩn bị lần nữa đặt câu hỏi xác nhận, trên trời có một chim ưng bay qua, ném một cuộn giấy tới trước mặt Lý Hỏa Vượng. Khi Lý Hỏa Vượng vừa mở ra, đồng tử chấn động, toàn bộ lục đạo Đại Lương, bất kể là Đại Thành hay là thôn nhỏ, đều có thật nhiều pháp giáo phát động chiến tranh, pháp giáo đây là hoàn toàn tạo phản rồi. Vu Nhi Thần đang lợi dụng năng lực của hắn ta, đang làm mưa làm gió ở nơi này. Ngươi cũng là tư mệnh giống vậy. Đừng chỉ đứng ở đó nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian làm chút gì đi chứ. Ta đã làm rồi, ta đã bị ảnh hưởng rồi. Ngươi đã làm cái gì? Ta đã phái người đi truy sát pháp giáo từ sớm rồi, hơn nữa ta nói cho tâm bản của ta. Những pháp giáo này đều là ngụy trang, lần này bọn họ là dự định bắt giặc phải bắt vua trước, mục tiêu chính là Thượng Kinh. Cái gì? Mục tiêu của bọn họ là Cao Chí Kiên. Đồng tử của Lý Hỏa Vượng tức khắc co rút lại đến nhỏ nhất, cuối cùng cũng không bận tâm đến Quý Tai nữa, chạy về phía ngựa của mình. Trong quá trình gấp rút lên đường, Lý Hỏa Vượng còn nhanh chóng lợi dụng phương thức liên lạc của Liễu Tông Nguyên để đối phương mau chóng đem tin tức này truyền về Thượng Kinh. Lý Hỏa Vượng đi rồi, hình ảnh phản chiếu lắc lư trong nước cũng chưa đi, hắn ta liền cứ đứng ở đó như vậy nhìn Lý Hỏa Vượng từ từ đi xa. Bỗng nhiên trên mặt của hắn ta lộ ra một tia hoảng hốt, giống như đã nhớ lại gì đó. Ngay khi Lý Hỏa Vượng thông qua Liễu Tông Nguyên truyền tin tức đi không bao lâu, Thượng Kinh bên kia rất nhanh liền liên lạc với Lý Hỏa Vượng. Nhĩ đại nhân, bệ hạ đã biết rồi, để ngươi không cần lo lắng, hắn ta đã xử lý thỏa đáng rồi. Một con quạ lông đen một chân, đứng trên đầu ngựa của Lý Hỏa Vượng, dùng giọng nói khàn khàn nói với hắn. Đừng nói bệ hạ, Ti Thiên Giám đã biết tin tức này rồi sao? Lý Hỏa Vượng hướng về phía con quạ hỏi tiếp. Cao Chí Kiên nói đã xử lý thỏa đáng. Hắn thật sự đúng là không yên lòng. Dù sao ngôi vị hoàng đế này hắn ta mới làm chưa được nửa năm, trên triều đình rốt cuộc nắm bao nhiêu quyền lực vẫn còn là nghi vấn. Đã biết rồi, quốc sư và Ti Thiên Giám đại nhân đều biết cả rồi, bọn họ nhất định sẽ đề phòng. Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng mới hơi thở phàm một hơi. Đối phương muốn điệu hổ ly sơn, điều sợ sẽ nhất là sẽ đi theo con đường của đối phương. Nếu bản thân đã nói tất cả tính toán của đối phương với người của mình, vậy kế hoạch của đối phương cũng coi như đã phá sản một nửa rồi. Trở thành tâm bản của Quý Tai lâu như vậy, đây là lần đầu tiên đối phương giúp mình chiếu cố. Ngươi nói với bọn họ, để bọn họ càng đề phòng chặt chẽ hơn, vì để phòng ngừa vạn nhất, bây giờ ta sẽ đuổi tới đó. Nào ngờ con quạ kia nghe nói như vậy, liền lập tức mở miệng đáp, không cần, mời nhĩ đại nhân quay trở lại đi, giám thiên tư tuyệt đối sẽ không để tình huống lần trước xuất hiện lần nữa đâu. Ngươi thì biết cái gì? Tránh ra, Lý Hỏa Vượng đưa tay vung tay theo đầu ngựa xua nó đi, cưỡi ngựa chạy về phía Thượng Kinh. Nếu đã biết được mục đích của cao tầng pháp giáo từ chỗ Quý Tai, vậy mình đương nhiên phải tới trấn giữ mới bằng lòng yên tâm được. Lúc này bảo vệ Cao Chí Kiên, so với việc dọn dẹp pháp giáo đang phân tán khắp nơi còn quan trọng hơn nhiều. Cho dù lần này có thể là một chuyến đi về tay không, cũng phải đi một chuyến, Đại Lương tuyệt đối không thể trở thành giống như Đại Tề được. Ở Đại Tề bên kia cứ 10 dân tị nạn thì chưa đến một người có thể tới Đại Lương, nếu như Đại Lương không còn thì sẽ không còn nơi nào để đi nữa. Nhĩ đại nhân, thật sự không cần, kính xin hãy quay về đi, kính xin hãy quay về đi. Con quạ một chân kia cũng không có rời, ngược lại bay xung quanh trên không trung, hướng về phía Lý Hỏa Vượng hô hào từng đợt. Phiền chết mất, cút đi.
Nằm trên giường bệnh, Lý Hỏa Vượng giận dữ hét lên với thanh âm ngoài cửa sổ, nhưng mà thanh âm bên ngoài vẫn không có biến mất. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 983, Người bị bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần là cái gì chứ? Là ai định nghĩa ra bệnh tâm thần, ai cho bọn họ quyền lợi đó? Ta cảm thấy cái nhãn hiệu này là sai, bệnh tâm thần cũng không tồn tại, mà là một nhãn hiệu ảo do chính trị, kinh tế hoặc văn hóa từ bên ngoài định nghĩa. Đây cũng chỉ là một thủ đoạn để giữ gìn trật tự xã hội hiện có mà thôi. Nghe được âm thanh truyền đến từ ngoài cửa, Lý Hỏa Vượng chợt đứng lên, tức giận vén chăn mền lên, khí thế hung hăng đi về phía cửa. Cùng cửa lớn mở ra, Lý Hỏa Vượng liền thấy hai người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân, dựa lưng vào vách tường vừa ăn đồ ăn vặt vừa biện kinh. Trong đó một người đeo kính nhựa, kiểu tóc vuốt ngược ra sau thoạt nhìn trông rất hào hoa phong nhã, lời nói điên rồ vừa rồi bản thân hắn nghe được ở trong phòng bệnh chính là phát ra từ trong miệng hắn ta. Có điều Lý Hỏa Vượng cũng không để ý nhiều như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy cái người mới tới này thật sự là quá phiền phức, trong miệng cứ ồm 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 nói mãi không xong. Cút ngay cho ta một chút, hiện giờ mới 7 giờ sáng, ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, ai già. Vị tiểu đồng chí ngươi, đừng có cắt ngang cuộc nói chuyện của ta, ngươi có biết ta đang làm gì không? Ta đang vì đoàn thể đặc biệt của chúng ta tranh giành các quyền lợi cần thiết đấy. Lúc hắn ta còn muốn nói tiếp chút gì đó, đồng bọn bên cạnh nhìn thấy còng tay trên tay Lý Hỏa Vượng, vội vàng lôi kéo hắn ta rời đi. Mặc dù người đã bị đuổi đi, nhưng cơn buồn ngủ của Lý Hỏa Vượng cũng đã bị dày vò không ít, hắn thở dài một hơi, xoay người vào nhà đeo giày vào. Không thể không nói một người bình thường như bản thân hắn, bị giam chung một chỗ cùng với những người bị bệnh tâm thần này, thật sự là một loại hành hạ. Hết lần này tới lần khác ở cùng với những bệnh nhân không rõ ràng lắm này, hắn cũng không có cách nào xả giận. Nếu không, bác sĩ bên kia lại cho là hắn đã phát bệnh rồi, vậy thì khoảng cách đến lúc ra viện của hắn chỉ sợ lại xa một bước. Đeo giày xong, Lý Hỏa Vượng một mình trong phòng bệnh trống rỗng này cũng không chuyện làm, dứt khoát đứng lên đi về phía nhà ăn ăn sáng. Tuế Tuế, ngươi có đói bụng không? Bữa sáng của bệnh viện tâm thần cũng không có cái gì đáng ngạc nhiên, bánh bao cuộn hoa, bánh bao chay còn có cháo loãng. Lý Hỏa Vượng cầm mâm thức ăn bắt đầu ăn ở một góc, trong lòng tính toán xem bản thân còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể xuất viện. Người vệ sĩ mắc chứng rối loạn lưỡng cực đã được xuất viện rồi, trong nhóm tiếp theo đến phiên xuất viện chắc hẳn phải có hắn. Thấy không có chuyện gì khác, lúc Lý Hỏa Vượng vừa mới chuẩn bị tiếp tục ăn sáng, bỗng nhiên cảm giác được sau lưng căng thẳng. Khi hắn vừa nghiêng đầu qua đã nhìn thấy Tiên Phúc đang mắc bệnh tâm thần rối loạn đa nhân cách kia đang nhìn về phía hắn từ xa. Nhìn thấy Tiên Phúc ở đằng xa chỉ nhìn mình chằm chằm chứ cũng không có làm cái gì khác, Lý Hỏa Vượng mặc kệ hắn ta, tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Ở trong bệnh viện tâm thần, khó tránh khỏi việc sẽ gặp phải loại chuyện này, cứ thả lỏng tâm tình là được rồi. Khắp nơi đều có camera giám sát, chắc hẳn tên gia hỏa này cũng không dám làm chuyện gì khác người đâu. Về phần những lời hắn nói lúc trước kia, Lý Hỏa Vượng sớm đã không còn để ở trong lòng nữa rồi. Dù sao thì cũng sẽ không có ai lại cẩn thận suy nghĩ xem lời nói từ miệng một người bị bệnh tâm thần vốn không quen biết có ý nghĩa gì. Sau đó ăn sáng xong, cuộc họp giữa những người chung phòng bệnh ngồi quay xung quanh thành một vòng tròn lại bắt đầu, Lý Hỏa Vượng thực sự không có cảm thấy việc này rốt cuộc có lợi ích gì. Nếu như dựa vào việc động viên lẫn nhau có thể trị khỏi bệnh tâm thần, vậy còn ngày ngày uống thuốc làm gì chứ? Chiếc ghế nhựa ở góc bên trái của Lý Hỏa Vượng đã trống không, Lý Hỏa Vượng cũng không có gì bất ngờ, bởi vì bảo vệ đã nói qua hắn sẽ lập tức xuất viện. Nhưng mà cái ghế của Vương Vọng Tô mắc bệnh tâm thần phân liệt kia vậy mà cũng trống không, khiến hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Sao chị Vương cũng đi rồi? Bệnh của cô ấy cũng tốt hơn rồi sao? Lý Hỏa Vượng hỏi cô gái mắc bệnh trầm cảm bên cạnh. Sắc mặt Triệu Đình có hơi kém lắc đầu, không có, bệnh của cô ấy không có tốt lên, chỉ là chồng cô ấy không có chuyển tiền vào tài khoản của bệnh viện, cho nên cô ấy bị mời ra ngoài rồi. Tôi và cô ấy ở cùng một phòng bệnh, chị Vương thật sự rất muốn tiếp tục ở lại, bởi vì bệnh tình của cô ấy đang dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vị bác sĩ kia nói, bệnh viện không phải làm từ thiện, không có tiền thì sẽ không được chữa trị. Nghe nói như thế, Lý Hỏa Vượng khẽ thở dài một hơi. Người bên ngoài đều cảm thấy những người bị bệnh tâm thần bên trong bệnh viện tâm thần
Chỉ cần cửa lớn mở ra, chắc chắn đều muốn bay ra khỏi bệnh viện tâm thần, không thể chờ đợi mà điên cuồng chạy ra ngoài. Chương 984, mũi khâu, 1. Nhưng trên thực tế lại, không phải là như vậy, chỉ cần là người bị bệnh tâm thần có tư duy bình thường một chút, hắn ta đều sẽ biết mình bị bệnh, hắn ta cũng muốn chữa khỏi hoàn toàn. Thậm chí còn có trường hợp không muốn để cho người nhà biết được, bản thân tự mang theo quần áo, một thân một mình tới ở bệnh viện tâm thần. Chỉ có những bệnh nhân hoàn toàn không thể khống chế được hành vi cử chỉ kia mới có thể xuất hiện tình huống giống như trong phim truyền hình, bị hộ lý cưỡng ép kéo vào bệnh viện. Người bị bệnh tâm thần cũng là người, không có gì khác biệt với các bệnh nhân mắc các căn bệnh khác, chỉ là vị trí mắc bệnh không giống nhau mà thôi. Mà so với việc bỏ trốn, bọn họ lại càng vui vẻ được chữa khỏi hoàn toàn trong bệnh viện tâm thần, khôi phục lại thành một người bình thường khỏe mạnh ra ngoài. Nhưng mà hiện thực lại tàn khốc, bệnh viện cũng muốn kiếm tiền, đặc biệt là bệnh viện tư nhân. Không có tiền thì cho dù là bác sĩ biết rõ bệnh tình của bệnh nhân không khả quan, cũng sẽ bị vô tình mời ra ngoài. Không có tiền thì trị không hết bệnh, có bệnh thì lại không kiếm được tiền, không ít người liền sẽ rơi vào trong vòng xoáy vô tận này. Nhìn thấy bệnh tình của mình từng bước chuyển biến xấu đi, cuối cùng hoàn toàn biến thành một phế nhân hoặc là một người điên. Vì để tránh làm gia tăng gánh nặng tâm lý của căn bệnh trầm cảm này, Lý Hỏa Vượng an ủi người bên cạnh, bệnh tình của chị Vương vẫn còn có thể. Hơn nữa bệnh tâm thần phân liệt của cô ấy chỉ ở mức độ thấp, chỉ cần kiên trì uống thuốc nhất định có thể ổn định lại, cô đừng làm cô ấy lo lắng. Lúc hai người đang trò chuyện, Lý Hỏa Vượng nhìn thấy Ngô Thành mang theo hai bệnh nhân mới đang đi tới bên cạnh mình. Trong đó có một người chính là người đeo kính với kiểu tóc vuốt ngược ra sau ở cửa phòng hắn hôm nay, một người khác là một ông già teo tóp. Chào buổi sáng các vị, nhóm của chúng ta đây thiếu mất hai người, cho nên hôm nay có thêm hai người mới, người này. Ông ta tên là Nguyên Hòa Bình, còn ông anh này, hắn ta tên là Vương Cương, mọi người vỗ tay hoan nghênh nào. Những người khác vỗ tay thưa thớt, Lý Hỏa Vượng động cũng không động, đầu óc đang suy nghĩ xem nên dùng cách nào để lăn lộn vượt qua khoảng thời gian nhàm chán này. Đợi đến khi hai người mới vừa ngồi xuống, Lý Hỏa Vượng liền nhìn thấy tên đeo mắt kính kia đang đánh giá mình, đến khi mình ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, người này lại vội vàng né tầm mắt. Tốt, vậy hai vị giới thiệu bản thân trước thì thế nào? Trong khi Lý Hỏa Vượng đang cảm thụ sự dày vò, thời gian dần dần trôi qua, phảng phất giống như đã qua một năm tròn, cuộc họp động viên lẫn nhau dài dằng dặc này cuối cùng cũng kết thúc. Trong lúc này, hắn cũng không có nhận được sự trợ giúp nào cả, điều duy nhất đạt được chính là hai người mới tới này bị bệnh gì. Ông già kia là bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, mà tên đeo mắt kính kia là bệnh tâm thần phân liệt, cũng không có cái gì. Kỳ lạ! Đợi đến khi mọi người xung quanh nhao nhao đứng lên, cầm ghế rời đi, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi đứng lên, buổi sáng tra tấn người ta này cuối cùng cũng kết thúc. Ngay khi hắn đang đi theo những người khác đến nhà ăn, chuẩn bị đi ăn cơm trưa, một người đàn ông thật thà đi về phía hắn, chính là người thiểu năng lúc trước. Anh trai, cho anh này, ăn ngon lắm. Trong tay hắn ta cầm một gói bánh bao hấp Vượng Tử. Lý Hỏa Vượng đưa tay nhận lấy, vừa muốn nói tiếng cảm ơn, bên trái liền có một bóng người vọt tới, lướt qua bên cạnh Lý Hỏa Vượng. Coi chừng, bọn họ đã tới rồi, nguy hiểm đang đến gần chúng ta. Sau khi đối phương dùng thanh âm cực thấp dán vào bên tai Lý Hỏa Vượng lo lắng nói một tiếng, liền nhanh chóng rời. Mặc dù Lý Hỏa Vượng chỉ nhìn thấy một cái ót của đối phương, nhưng vẫn là nhận ra, tên gia hỏa này chính là cái kia Tiền Phúc. Lý Hỏa Vượng cau mày, đứng nguyên tại chỗ nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu, tiếp tục đi về phía nhà ăn. Đồ ăn bữa trưa trong nhà ăn của bệnh viện Khang Định vẫn được, một món mặn một món chay một món canh, mặc dù là cơm tập thể nhưng cũng không quá khó nuốt. Nhưng giờ phút này Lý Hỏa Vượng đối với việc ăn cơm có chút không yên lòng. Mới vừa rồi Tiền Phúc lại nhích lại gần hắn, nói những lời không đầu không đuôi kia. Lúc trước còn tưởng rằng đối phương chỉ là nhất thời cao hứng, mà bây giờ xem ra chính mình lại bị tên gia hỏa này quấn lấy rồi. Nếu đối phương không chịu từ bỏ ý đồ, giờ đây hắn đang suy nghĩ bản thân nên như thế nào để thoát khỏi cái tên gia hỏa này. Nơi này đều có camera giám sát, giết chắc chắn là không thể giết hắn ta, thậm chí liền đánh một trận uy hiếp cũng không làm được. Khi đang không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, hắn dùng chiếc đũa gắp rau muống lên nhét vào trong miệng, mới vừa dùng sức nhai một cái.
Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí chuyendọcviệt.com. Chương 985, Mũi Khâu 2. Toàn tâm đau đớn cùng mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ra trong miệng của Lý Hỏa Vượng, khiến cơ bắp toàn thân hắn trong nháy mắt liền căng cứng. Khi hắn mở miệng ra, run rẩy duỗi ngón tay cho vào trong miệng lau đi, trong cơn đau nhức kịch liệt rất nhanh liền sờ tới mấy mũi kim châm cắm ở đầu lưỡi mình. Không có sao chứ? Một người hộ lý trông coi bên cạnh nhìn thấy Lý Hỏa Vượng quá mức khác thường, liền đi đến bên cạnh hắn hỏi. Khi hắn ta nhìn thấy Lý Hỏa Vượng rút ra một vài kim châm từ trong miệng, trên mặt liền sợ hãi lập tức hiểu được tính nghiêm trọng, vội vàng hô to để các bệnh nhân xung quanh đều ngừng ăn. Đồ ăn bên trong bệnh viện tâm thần lại có thể bị người ta thả vài mũi kim, vấn đề này rất lớn, lỡ chẳng may xảy ra đại sự, trong lúc nhất thời bên trong bệnh viện trở nên hỗn loạn. Nhưng mà sau một trận kiểm tra, vậy mà lại phát hiện loại trừ trong đồ ăn của Lý Hỏa Vượng ra, đồ ăn đồ của những người khác lại không có kim. Loại sự cố an toàn trọng đại này không có khả năng dễ dàng bỏ qua như vậy, viện trưởng mang theo một đám người bắt đầu kiểm tra camera giám sát toàn bộ người bệnh về ký túc xá của mình. Những cây kim này là ai làm? Ta ở trong bệnh viện này theo lý mà nói cũng không có đắc tội người nào. Chẳng lẽ, Lý Hỏa Vượng nghĩ lại những lời nói mà Tiền Phúc thần thần bí bí đã nói với mình lúc trước. Ngay lúc này, Ngô Thành một thân một mình từ bên ngoài đi vào. Thế nào, vẫn còn tốt đó chứ? Lần này đúng là bệnh viện của chúng tôi thất trách, vì biểu đạt sự áy náy, chúng tôi quyết định sẽ miễn trừ cho cậu một phần chi phí. Còn nữa, bây giờ cậu đã trưởng thành rồi, một chuyện nhỏ như vậy, không báo cho mẹ của cậu liệu có thể không? Thế nào? Nghe chủ ý này của ngươi, các ngươi đã tìm ra được là ai làm rồi đúng không? Lý Hỏa Vượng kinh ngạc hỏi. Ừ, đây là đương nhiên, thủ đoạn của đối phương cũng không có quá cao minh, đây là đoạn băng video giám sát của căng tin. Ngô Thành đưa điện thoại di động tới, đặt trước mặt Lý Hỏa Vượng. Theo ngón tay chạm nhẹ một cái vào nút phát, Lý Hỏa Vượng rất nhanh liền nhìn thấy là ai đã thả mũi kim vào trong thức ăn của mình. Tiên Phúc, vậy mà lại là hắn ta. Ừm, Ngô Thành thả điện thoại di động vào lại trong túi áo khoác trắng của mình lần nữa. Tôi đã xem camera giám sát, khoảng thời gian gần nhất hắn ta luôn đi tìm cậu, giữa các cậu có phải có mâu thuẫn gì không? Ta và hắn thì có mâu thuẫn gì chứ? Những người khác hiện tại đang ở đâu, ta muốn hỏi cho rõ ràng. Giờ phút này Lý Hỏa Vượng thật sự có chút tức giận, tên gia hỏa này lại vì muốn để cho mình tin tưởng những lời nói khùng điên của hắn ta mà dám cho mình ăn kim châm. Làm gì có người ngoài hành tinh chòm sao sư tử nào có uy hiếp với mình chứ? Toàn bộ cái bệnh viện tâm thần này, người có uy hiếp đối với mình nhất chỉ sợ chính là hắn ta. Đến thôi, Tiểu Lý, cậu tốt nhất có thể giúp chúng tôi một chút, hỏi cho rõ ràng xem những cây kim dài này Tiền Phúc lấy ở đâu ra. Theo lý mà nói loại vật này không có khả năng đưa vào trong bệnh viện được. Lý Hỏa Vượng rất nhanh liền nhìn thấy Tiền Phúc đang bị trói buộc trong bộ quần áo trong phòng chăm sóc đặc biệt. Dẫm lên mặt sàn mềm mại, Lý Hỏa Vượng lạnh lùng nhìn khuôn mặt bị kích động kia của Tiền Phúc. Tại sao ngươi lại muốn làm như vậy? Ta có chỗ nào đắc tội ngươi chứ? Nghe nói như thế, Tiền Phúc kích động hô to, không. Không phải tôi muốn hại anh, là bọn họ. Người ngoài hành tinh chòm sao sư tử. Một hộ lý bên cạnh nghe được, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị nói, camera giám sát đều đã ghi lại hết rồi. Không phải cậu thì còn có thể là ai chứ? Nói, những mũi kim kia rốt cuộc là cậu lấy từ đâu ra? Nhưng Tiền Phúc nửa điểm cũng không có nhìn hắn ta, ngược lại lại nhìn chằm chằm Lý Hỏa Vượng, đừng tin bọn họ. Những video giám sát kia sớm đã bị sửa đổi rồi. Khoa học kỹ thuật của bọn họ rất mạnh. Có thể sửa đổi đấy. Không phải tôi. Thật sự không phải tôi. Anh có biết tại sao bọn họ lại phải làm như vậy không? Bởi vì bọn họ đang muốn ly gián chúng ta. Bọn họ muốn để chúng ta tự giết lẫn nhau. Sau đó bọn họ mới có thể đánh bại từng người. Bọn họ đã lén đột nhập vào. Bọn họ giống như những con thằn lằn vậy. Yên lặng không một tiếng động thay thế người của chúng ta. Nhìn dáng vẻ của đối phương, Lý Hỏa Vượng cảm thấy bản thân mình thật sự điên rồi. Vậy mà lại cùng một tên điên nói chuyện logic. Quên đi, ta không hỏi nữa, tên gia hỏa này vẫn nên nhốt tại nơi này đi, đừng có thả ra ngoài hại người. Lý Hỏa Vượng nói với Ngô Thành ở bên cạnh, quay người liền muốn rời đi. Nhìn thấy bóng lưng của Lý Hỏa Vượng, Tiền Phúc kích động hô to Tiểu Lý.
Anh có hiểu ý của tôi không? Anh có hiểu không? Những người khác sẽ không hiểu được. Chỉ có anh mới có thể hiểu thôi. Chương 986, xuất viện 1. Người ngoài hành tinh chòm sao sư tử đã tới rồi. Nguy hiểm đang đến gần, một mực trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề đâu. Chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Lý Hỏa Vượng không thèm để ý đến người này nữa, đi về phía phòng ngủ của mình. Nếu tên gia hỏa này đã bị giam lại rồi, vậy thì trong khoảng thời gian tiếp theo này, hẳn là bản thân mình có thể an ổn một chút rồi. Lý Hỏa Vượng thực không muốn lại xảy ra chút chuyện gì nữa, hắn chỉ muốn an ổn ổn chờ xuất viện, dùng thân phận của một người bình thường để ra khỏi đây mà thôi. Cơm đã ăn được một nửa vẫn chưa có ăn xong, dường như là vì để trấn an Lý Hỏa Vượng, Ngô Thành còn chi kỷ cho hắn chọn một phần vịt quay Bắc Kinh mang về. Dùng một ít hành lá và dưa leo thái mỏng, chấm một ít nước tương ngọt, phết lên trên bánh lá sen. Lại gắp mấy miếng thịt vịt nướng đắp lên trên, cuối cùng cuộn bánh lá sen lại bỏ vào trong miệng như vậy rồi khẽ cắn. Không thể không nói, đã ăn quen đồ ăn trong bệnh viện, bỗng nhiên lại được một phần mang về, mùi vị thật sự không tồi. Ngay khi Lý Hỏa Vượng đang một thân một mình hưởng thụ phần đồ ăn ngon này, bỗng nhiên hắn cảm giác được bên ngoài cửa sổ truyền đến một ánh mắt. Đợi khi hắn chợt đầu nhìn lại, lại không có nhìn thấy bất kỳ kẻ nào, có người đang nhìn lén ta. Chân mày của Lý Hỏa Vượng dần dần cau chặt. Qua thêm vài phút đồng hồ nữa, ngay khi hai người bên ngoài dè dặt nhô đầu lên lần nữa, lại đúng lúc đối mặt với Lý Hỏa Vượng đang canh giữ ở cửa sổ. Bọn họ giật mình kêu lên, vội vàng lui về sau mấy bước. Hai người này Lý Hỏa Vượng có quen biết, chính là hai người mới tới kia, tên đeo kính là Vương Cương, người còn lại là ông già Nguyên Hòa Bình. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng sắc mặt không tốt nhìn bọn họ, tên đeo kính mắt vẻ mặt tức giận bất bình mang theo ông già rời đi, thật sự là không hợp lý, tại sao hắn lại? Có thể ăn vịt quay chứ? Ai, đi thôi, đừng có nhiều chuyện nữa, có thể hắn và bệnh viện có quan hệ đấy. Đúng là có thể, vì miếng ăn, bệnh viện tâm thần vậy mà còn dùng quan hệ, làm đặc quyền. Tình trạng hỗn loạn của bệnh viện Khang Ninh qua đi rất nhanh chóng. Tiên Phúc bị nhốt rồi, một khoảng thời gian sau đó, Lý Hỏa Vượng không còn ăn phải kim nữa. Có điều này trong vô hình cũng đã chứng minh, trước đó kim trong thức ăn chính là do hắn bỏ vào. Ăn cơm, uống thuốc, xem tivi, hỗ trợ lẫn nhau, trò chuyện trị liệu, đi dạo, đi ngủ, đây gần như là tất cả các lựa chọn trong bệnh viện tâm thần rồi. Cứ như vậy chớp mắt 2 tháng trôi qua, ngoại trừ có chút nhàm chán ra, thì tất cả mọi thứ đều bình thường. Trong thời gian đó, mẹ của cậu còn có Dương Na đều đến thăm cậu, sau khi biết được cậu thật sự không còn phát bệnh nữa, bọn họ đều rất vui mừng. Một buổi sáng, Lý Hỏa Vượng ngồi trong phòng bệnh, yên lặng chờ đợi ly mì ăn liền ở bên cạnh mềm ra. Bệnh viện tâm thần tất nhiên sẽ không cung cấp mì ly thịt bò kho, đây chỉ là lần trước Dương Na đến thăm, cậu đã nhắc tới một câu. Khi đến thăm lần thứ 2, liền đem đến cho cậu một thùng. Ngay tại lúc Lý Hỏa Vượng chờ được 3 phút vừa mở nắp lên, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào. Dịch Đông Lai, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi chỉ là bác sĩ điều trị cũ của cậu, không phải bảo mẫu riêng của cậu. Huống hồ, tôi và Ngô sư đệ cũng thường xuyên liên hệ, bất kỳ tình trạng gì của cậu tôi đều sẽ kịp thời theo sát. Xem ra, cậu hồi phục cũng không tệ. Dịch Đông Lai ngồi bên mép giường, nhìn Lý Hỏa Vượng dùng đĩa gấp ăn mì gói. Cũng tạm, cũng ở đây 3 tháng rồi, nên thích nghi rồi, cũng thích nghi nhiều rồi. Lý Hỏa Vượng húp một ngụm nước mì. Lúc trước gọi điện thoại, tôi thấy cậu rất vội, bây giờ thế nào rồi? Không vội nữa. Nghe thấy những lời này, Lý Hỏa Vượng nuốt mì trong miệng xuống, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, có chút do dự nói thế nào nhỉ, theo thời gian trôi qua. Những ký ức kia đang trở nên mơ hồ, hiện tại tôi cũng có không phân biệt rõ những điều đó rốt cuộc là ảo tưởng của tôi hay là chuyện thực sự đã xảy ra. Rõ ràng là chuyện mình đã làm, nhưng ở thế giới hiện thực lại không xảy ra. Tựa như khả năng duy nhất, đó chính là vấn đề xuất hiện ở trên người mình. Nhưng mà Lý Hỏa Vượng biết rằng mình vốn dĩ không có bệnh. Nghe thấy những lời này, Dịch Đông Lai gật đầu tán thành, vậy từ khi uống thuốc mới, tình trạng đó có xuất hiện lại không? Không có. Lý Hỏa Vượng tiếp tục ăn mì của mình. Thấy chuyện này chỉ xảy ra một lần, Lý Hỏa Vượng quyết định tiếp tục quan sát, nếu như sau này tình trạng này không xuất hiện nữa. Vậy cậu cũng không muốn truy cứu nữa,
coi như là mình mơ một giấc mơ kỳ quái đi. Các bạn đang nghe chuyện đạo quỷ dị tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí chuyệnđọcviệt.com. Chương 987, xuất viện 2. Chính vào lúc này, Ngô Thành từ bên ngoài đi vào, cậu đi đến nói nhỏ bên tai Dịch Đông Lai, hai người cùng nhau đi ra ngoài nói chuyện với nhau. Bọn họ ở bên ngoài trò chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ, đồng thời trong lúc đó còn gọi mấy cuộc điện thoại. Chờ khi Dịch Đông Lai quay trở lại phòng bệnh, trong tay cậu có thêm một chiếc máy tính bảng. Nào, Hỏa Vượng, đây có một số câu hỏi làm phiền cậu làm một chút. Câu hỏi. Lý Hỏa Vượng nhận chiếc máy tính bảng, nhìn những câu hỏi lựa chọn trên đó. Tôi luôn bắt người khác phải làm theo ý mình và cũng thường tức giận khi người khác vi phạm ý muốn của tôi. Có. Không. Tôi luôn lo lắng về việc để người khác làm mọi việc và tôi thà để tự mình làm. Có. Không. Ta thường xuyên bị ám ảnh bởi những suy nghĩ vô cớ xuất hiện trong đầu. Có. Không. Nhìn câu hỏi trên đó, Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn về phía Dịch Đông Lai trước mặt, trong giọng nói mang theo một tia kích động, kiểm tra tính cách Minnesota. Hay là SCL-90? Cho tôi kiểm tra cái này, có phải có nghĩa là chỉ cần tất cả các thang đo kiểm tra đều bình thường, thì tôi có thể xuất viện? Dịch Đông Lai có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lý Hỏa Vượng, cậu quả thật hiểu không ít về phương diện này, làm trước đi, đây chỉ là bài kiểm tra đầu tiên mà thôi. Nghe thấy những lời này, Lý Hỏa dùng 12 phần tinh thần, bắt đầu hoàn thành những câu hỏi trên đó, ngón tay của cậu thậm chí đều có chút run rẩy, mình cuối cùng cũng sắp được ra ngoài. Lý Hỏa Vượng rất nghiêm túc điền xong, tiếp sau đó lại là các loại kiểm tra, thậm chí còn dùng các loại máy móc để quan sát xem não của Lý Hỏa Vượng có phóng điện bất thường hay không. Sau một trận dày vò, bọn họ để Lý Hỏa Vượng trở về chờ bên trong phòng bệnh. Khoảng thời gian này vô cùng cực hình, Lý Hỏa Vượng rốt cuộc cũng hiểu được một ngày dài như một năm là loại cảm giác gì. Cuối cùng khi nhìn thấy Ngô Thành đi tới, mở còng tay trên tay mình ra, Lý Hỏa Vượng kích động đến muốn khóc, mình thật sự sắp được xuất viện rồi. Nhưng mà sau khi còng tay được mở ra, cùng lúc đó một thứ tương tự như một chiếc đồng hồ điện tử màu đen đã khóa vào cổ chân trái của Lý Hỏa Vượng. Đây là cái gì? Tâm trạng vui vẻ vừa rồi của Lý Hỏa Vượng lại trầm xuống một chút. Trước đây cậu gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ là giám sát điện tử cậu một năm, xem như là hời cho cậu rồi. Dùng thứ này để theo dõi vị trí của tôi mọi lúc. Không chỉ là giám sát, mà là hạn chế, thứ này kết nối toàn bộ mạng lưới liên lạc, sau khi ra ngoài. Cậu không thể tới gần bất kỳ trường học nào trong vòng 500 mét, bất luận là mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở hay là trung học phổ thông. Chỉ cần cậu ở gần đó đủ 5 giây, nó sẽ lập tức gọi cảnh sát gần nhất, đến lúc đó cho dù là bác sĩ nói cậu không có bệnh thì cũng vô ích. Dịch Đông Lai giải thích cho Lý Hỏa Vượng những hạn chế của món đồ này. Hơn nữa đừng mong tháo thứ này xuống, bất luận là hư hỏng hay là không kiểm tra được mạch đập của cậu, nó đều sẽ báo cảnh sát. Sau khi về nhà, đừng có đi lung tung, nghiêm túc mà nói, tình trạng này của cậu vẫn chưa hoàn toàn tự do, cần nhà ở trị liệu 2 tháng, ổn định bệnh tình. Nghe thấy những lời này, Lý Hỏa Vượng hiểu rõ gật đầu, có vẻ dường như bởi vì chuyện mình làm trước đó quá khác người. Dù mình xuất viện rồi, không ngờ vẫn còn đủ thứ hạn chế. Có điều chỉ cần có thể ra ngoài với thân phận người bình thường, dù cho có thêm nhiều một chút hạn chế cũng không sao, chí ít mình có thể xuất viện. Lý Hỏa Vượng, nhớ kỹ sau khi xuất viện nhất định phải uống thuốc đúng giờ, ngừng thứ gì cũng không thể ngừng thuốc, đi thôi, cha mẹ cậu đang chờ ở cửa đại sảnh. Dương Na không đến. Thông thường, khi bệnh nhân xuất viện, chúng tôi chỉ thông báo cho người nhà trực tiếp. Đi thôi, họ đã đến rồi. Dưới sự giúp đỡ của Dịch Đông Lai và Ngô Thành, Lý Hỏa Vượng cởi bỏ quần áo bệnh nhân sọc xanh trắng trên người, mặc quần áo thường ngày. Khi Lý Hỏa Vượng lần đầu mặc đồ thường ngày xuất hiện trước mặt Tôn Hiểu Cầm kích động rơi nước mắt. Lý Kiến Thành ở bên cạnh cầm đồ, mặc dù nhìn có vẻ rất muốn kiểm soát, nhưng đôi tay run rẩy của ông đã để lộ cảm xúc trong lòng ông. Thấy Tôn Hiểu Cầm rơi nước mắt xoay người lại, liền muốn quỳ xuống trước Dịch Đông Lai, mọi người liền vội vàng ngăn lại. Chị Tôn, đừng kích động, chị đứng dậy trước đi, đây là điều tôi nên làm. Sau một loạt chuyện luống cuống tay chân, Lý Hỏa Vượng cuối cùng cũng ra khỏi bệnh viện. Giây phút rời khỏi bệnh viện, Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn mây trắng trên bầu trời,
chưa bao giờ cậu cảm thấy mây trắng trên trời đẹp như vậy, không khí cũng trong lành như vậy. Chương 988, trở về. Vừa rồi ở trong bệnh viện, Lý Hỏa Vượng còn chưa cảm nhận thấy gì, nhưng khi bước ra ngoài, Lý Hỏa Vượng dường như chợt nhận ra, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ, kiểu hạnh phúc từ trong lòng lan ra. Mình đã tự do rồi, mình không còn bị bệnh tâm thần nữa rồi, mình có thể quay về trường học rồi, sống cuộc sống của người bình thường. Đi, ngồi xe về nhà thôi, cha con lái chiếc xe taxi tàn của ông ấy đến đây rồi, đặc biệt tới đón con về nhà. Ngồi trên xe, chuyện đầu tiên Lý Hỏa Vượng làm chính là lấy điện thoại của Tôn Hiểu Cầm trong túi của bà ra, đăng nhập vào tài khoản WeChat của mình. Cầm chiếc điện thoại bị nứt màn hình trên tay, Lý Hỏa Vượng trông rất do dự đang suy nghĩ về điều gì đó. Cuối cùng cậu bấm vào ảnh đại diện con thỏ quen thuộc kia, bắt đầu viết 3 câu xóa 2 câu. Liên tục viết nửa giờ đồng hồ, nhìn hàng trăm chữ trên màn hình điện thoại, ngón tay cái của Lý Hỏa Vượng dừng ở trên nút gửi rất lâu, nhưng lại cắn răng xóa hết tất cả. Ta muốn cho Dương Na một bất ngờ, không nói qua WeChat được, ta phải đến trường học đợi cô ấy. Trong đầu Lý Hỏa Vượng vừa hiện ra cảnh tượng đó, ánh mắt lại dừng, lại ở đồng hồ điện tử ở chỗ cổ chân của mình. Ta muốn cho Dương Na một bất ngờ, ta phải đến chỗ cách trường học 500m đợi cô ấy. Sau khi quyết định như vậy, Lý Hỏa Vượng kéo cửa kính xe xuống, nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười. Lý Hỏa Vượng rất vui vẻ, mấy năm qua, hắn chưa từng có ngày nào vui vẻ như hôm nay. Khi đi ngang qua một ngã tư, nhìn thấy người bán hoa quả ven đường đang nhìn mình chằm chằm, Lý Hỏa Vượng đưa tay ra vẫy nhẹ với họ. Bệnh viện Khang Định cách nhà bọn họ rất xa, nhưng dù cho trên đường đi mệt mỏi, nụ cười trên mặt Lý Hỏa Vượng đều chưa từng mất đi. Khi Lý Hỏa Vượng lại lần nữa nhìn thấy cổng tiểu khu, hắn dường như cảm thấy đã trải qua cả một đời, thượng kinh thành, ta cuối cùng đã trở lại. Ngửa đầu nhìn lên bức tường thành đầy cảm giác áp bức kia, Lý Hỏa Vượng đột nhiên kéo dây cương, hít sâu một hơi lao về phía trong thành. Sau khi vào thành, Lý Hỏa Vượng dần dần giảm tốc độ ngựa, yên lặng quan sát mọi thứ trong thành. Điều khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút là toàn bộ người dân ở bên trong Thượng Kinh vẫn rộn ràng nhộn nhịp như trước, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Chiếc kiệu đón dâu bên cạnh vừa thổi kèn vừa hát, chứng minh người ở nơi này vẫn tổ chức đám cưới, đám tang bình thường. Xem ra mặc dù Pháp giáo làm loạn ở bên ngoài, nhưng hoành thành không có chút ảnh hưởng nào. Sau khi đi một vòng quanh Thượng Kinh thành, trong thành lẫn ngoại thành, xác nhận không phát hiện bất kỳ dấu vết gì của Pháp giáo, Lý Hỏa Vượng lúc này mới quất roi thúc ngựa, xông về hướng hoành thành. Tuy nhiên, khi còn cách hoành thành năm trượng, Lý Hỏa Vượng đột nhiên cảm giác được giữa hai lông mày tê dại và khắp người đau dâm gian. Cùng với hắn kéo dây cương, con ngựa đen dưới thân dựng đứng lên và dừng lại. Lý Hỏa Vượng hiểu rõ, nếu như vừa rồi mình trực tiếp xông vào, chỉ sợ những người bên trong hoàng thành đều trực tiếp ra tay với mình rồi. Chuyện gì thế? Là ta đây, mới đi bao lâu chẳng lẽ không nhận ra nữa rồi? Lý Hỏa Vượng hét lên với cấm quân gác cổng. Đối diện với tiếng gọi của Lý Hỏa Vượng, bất luận là cấm quân bên trong tường thành hay là cấm quân bên ngoài tường thành, đều như những pho tượng điêu khắc đứng đó không nói một lời. Rốt cuộc đang làm cái gì thế? Ngay tại lúc Lý Hỏa Vượng đang suy nghĩ làm sao để tránh bọn mãng phu này, một vị lão thái giám mặc áo bào màu tím mang đôi giày trắng đi như bay từ cửa hông đi ra, hoàng thượng hạ lệnh, mời Lý đại nhân vào điện diện kiến thánh nhân. Lý Hỏa Vượng có chút bực bội xoay người xuống ngựa, vừa mới chuẩn bị theo thái giám đi vào trong. Bỗng nhiên quay đầu lại, cau mày nhìn chằm chằm đường phố tấp nập trước mặt, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Lý đại nhân, có chuyện gì sao? Giọng nói của thái giám khiến Lý Hỏa Vượng quay đầu lại, không có gì, chúng ta đi thôi. Thượng Kinh hoành thành, Lý Hỏa Vượng đã đến rất nhiều lần, hắn không có gì để nói, bước nhanh theo thái giám đi tìm Cao Chí Kiên. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh có những ánh mắt khác nhau đang nhìn chằm chằm mình, âm thầm lẫn công khai, vây quanh toàn bộ hoành thành đến nước cũng chảy không lọt. Không biết có phải là hậu di chứng của xúc sắc trước đó hay không, đề phòng cao hơn rất nhiều so với trước đây. Quốc sư đại nhân, đã lâu không gặp, Lý Hỏa Vượng chào hỏi lão nhân ở trong phòng. Nhưng mà Hoàng Phủ Thiên Cương không nói lời nào, chỉ là chắp tay sau lưng đứng ở đó, yên lặng nhìn chằm chằm Lý Hỏa Vượng. Cha, hình như hắn không vui, Lý Tuế đi theo sau lưng Lý Hỏa Vượng nói. Đừng để ý tới hắn,
hắn có hôm nào vui đâu. Lý Hỏa Vượng nắm lấy xúc tu chui ra của Lý Tuế từ bên trong áo tơi, tiếp tục đi về phía trước. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 989, Khói lửa bốc lên, 1. Lý Hỏa Vượng gặp lại Cao Chí Kiên trong phòng ngủ của Tẩm Cung. Lúc vừa nhìn thấy người, Lý Hỏa Vượng bị giật nảy mình, suýt chút nữa không nhận ra hắn. Cao Chí Kiên trong quá khứ toàn thân hung tợn, đứng ở đó như một bức tường. Nhưng Cao Chí Kiên của hôm nay, dưới chân nhẹ thênh, quầng mắt thâm đen, khuôn mặt nhợt nhạt, trông như thể sắp chết. Chuyện gì xảy ra với ngươi? Sao lại thành bộ dạng này? Pháp giáo phái Thích Khách tấn công ngươi. Ngươi bị thương rồi. Cao Chí Kiên xua tay lắc đầu, không có gì đáng ngại, chỉ là làm hoàng đế có chút không dễ dàng. So với sự lắp bắp trước đây, Cao Chí Kiến lúc này đã nói chuyện trôi chảy hơn, có vẻ như trong khoảng thời gian này, chứng nói lắp của hắn đã được Toàn Đại Lương dốc hết sức điều trị. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ một chút, ngươi bây giờ là vua của một nước, cũng không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Trên mặt Cao Chí Kiên lộ ra vẻ lúng túng, phảng phất có chút khó nói, cuối cùng hắn ghé vào tai Lý Hỏa Vượng nhẹ nhàng nói. Một ngày ba cái, nhiều như vậy. Ai già? Cao Chí Kiên thở dài một hơi, kéo Lý Hỏa Vượng đi tới trước điện, ngồi xuống bậc thềm bằng đá cẩm thạch trắng. Lý sư huynh, ta sắp làm cha rồi, hậu cung có 16 người có tin mừng. Long mạch đã có người tiếp nối, ngươi cũng có thể nghỉ ngơi rồi, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Nhìn thấy Cao Chí Kiên toàn bộ đều bình thường, Lý Hỏa Vượng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ pháp giáo muốn làm gì Cao Chí Kiên, chí ít mình cũng đã đến kịp. Lý sư huynh, Ngưu Tâm thôn vẫn tốt chứ? Mọi người vẫn khỏe chứ? Trong mắt Cao Chí Kiên lóe lên một tia tưởng niệm. Tốt, đều tốt, lần trước ngươi tặng nhiều thứ đáng giá như vậy, Ngưu Tâm thôn sợ là đều giàu ngang quốc gia rồi. Cao Chí Kiên ngồi trên cầu thang, nhìn khoảng không trước mặt, nói, thật sao? Vậy thì tốt. Đôi lúc ta mơ thấy mình trở về Ngưu Tâm thôn, thật muốn quay trở về thăm thôn. Hiện tại sợ là không được, phiền phức từ pháp giáo cảng ngày càng nhiều. Nói về chuyện chính, Lý Hỏa Vượng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tin tức trước đây ta gửi tới, ngươi có biết chưa? Đương nhiên là ta biết, nhưng ngươi yên tâm, giám thiên tư tuyệt đối bảo vệ tốt bệ hạ, ngăn cản bất cứ kẻ nào có ác ý tới gần bệ hạ. Nghe thấy giọng nói phía sau, Lý Hỏa Vượng vừa quay đầu, phát hiện thân hình cao lớn của Huyền Tẫn của Tư Thiên Giám Đại Lương, không biết đứng ở sau lưng mình từ lúc nào. Huyền Tẫn, sao ngươi lại tới đây? Lý Hỏa Vượng nhìn chằm chằm vào bóng đen trong chiếc áo choàng đỏ của đối phương. Ngày nay thiên hạ đại loạn, chúng ta phải hợp tác với quyền lực của giám thiên tư, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, ta thân là thiên giám, không thể vào cung sao? Áo bào lớn của Huyền Tẫn tung bay, cách hai người gần thêm một chút. Lý Hỏa Vượng nhìn hắn từ trên xuống dưới một lát, quay đầu nói với Cao Chí Kiên, gần đây pháp giáo khẳng định sẽ có động tĩnh, ta có chút không yên tâm, cho nên đến xem một chút. Hay là như vậy đi, từ nay về sau ta liền ở trong cung, ở bên cạnh bảo vệ ngươi cho rồi. Còn chưa đợi Cao Chí Kiên nói, Huyền Tẫn ở bên cạnh lại nói trước, không được, chuyện này ta không hỏi ngươi. Ta đã nhận được tin tức của ngươi, yên tâm 120%, sự an nguy của quan gia, quốc sư, từ binh gia, sẽ có giám thiên tư bảo vệ, ngươi có thể trở về. Lý Hỏa Vượng ngồi trên cầu thang hai tay vỗ đầu gối, đứng lên nhìn về phía Huyền Tẫn. Giọng nói mang theo chút tức giận, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Ta là tâm bản của Quý Tai, huyễn hóa chi thuật của ngươi đều là học được từ chỗ hắn, ngươi rốt cuộc đang âm thầm phòng ai đây? Những ánh mắt khi vừa vào cung, sự chú ý của quốc sư, còn có sự xuất hiện đột nhiên của Tư Thiên Giám này. Nếu như Lý Hỏa Vượng còn nhìn không ra những người này không tin mình, như vậy con ngươi trong mắt hắn có lẽ là có cũng vô ích rồi. Trước đây nếu không phải ta, xúc sắc đã sớm cướp mất long mạch rồi. Nếu như ta có hai lòng, ta cần gì nhất định phải đi cứu? Ta xem kịch chẳng phải là được rồi sao? Kết quả bây giờ ngươi quay phòng ta. Không phải, ngươi rốt cuộc có ý gì? Chẳng lẽ ngươi không phải là người của Quý Tai? Người mà hắn nói là đang đuổi giết pháp giáo, không bao gồm ngươi sao? Đầu tiên, Huyền Tẫn dừng một chút rồi tiếp tục nói, ta đã tra ra, lúc trước nếu như không phải ngươi, xúc sắc cũng sẽ không cướp được long mạch, ngươi cứu được long mạch. Nhiều nhất là lấy công chuộc tội. Còn nữa,
Những gì ta học được đều đến từ sự giác ngộ. Ta quả thực có quen biết một người tên là Quý Tai, người đó chính là ngươi. Lý Hỏa Vượng đều muốn cười rồi. Huyền Tẫn, ngươi rốt cuộc là đang giả vờ hồ đồ hay là thật sự không hiểu? Ta ở ngay trước mặt ngươi, lợi dụng năng lực tu chân, hình dung ra trưởng quản mê võng của Tư Mệnh, ngươi đừng nói ngươi không nhìn thấy. Chương 990, khói lửa bốc lên, 2. Nhưng mà nói xong lời này, Tư Thiên Giám lại không nói gì thêm. 1. Luồng ánh nhìn kỳ quái từ trong áo bào đen kia bắn ra, nhắm trên người Lý Hỏa Vượng. Hừ, xảy ra chuyện gì? Hắn thật sự không biết. Hắn đang lừa ta, hay là quá khứ lại bị sửa đổi? Trong lòng Lý Hỏa Vượng giật mình, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Tư Thiên Giám chậm rãi bay về phía sau, dường như muốn rời đi, nhưng lại bị Lý Hỏa Vượng kéo lại. Đợi đã, ta cần đối chất với ngươi về Quý Tai. Việc này nhất định phải giải quyết cho ta. Những lời này của Lý Hỏa Vượng vừa nói ra, hắn và Huyền Tẫn đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời ở phía xa tầng tầng lớp lớp mái ngói. Bầu trời của Ngự Hoa Viên bỗng nhiên bay lên một đám chim, bọn chúng giống như gặp phải kinh sợ không ngừng lượn vòng trên không trung. Hình như xảy ra chuyện rồi. Lòng của Lý Hỏa Vượng không ngừng trầm xuống, mặc dù cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng hắn cảm giác được dường như toàn bộ thế giới phảng phất đã phát sinh thay đổi gì đó. Sáu cánh tay của Huyền Tẫn thò ra từ trong áo bào đỏ, sáu đầu ngón tay đồng thời ấn vào bụng ngón tay, bắt đầu tính. Mấy giây ngắn ngủi trôi qua, Huyền Tẫn buông tay xuống, giọng nói trầm thấp truyền ra từ bên trong đạo bào. Thiên tai rồi, thiên tai, trời rõ ràng rất sáng, lấy đâu ra thiên tai? Lý Hỏa Vượng vừa nói xong, con ngươi lập tức co lại, phải biết rằng thiên tai này cũng không chỉ có mỗi loại thiên cầu thực nhật này. Nhưng mà ngay sau đó, bầu trời phía đông nhanh chóng bốc lên ba làn khói màu đen, đó là có ý gì? Lý Hỏa Vượng chỉ vào làn khói lớn tiếng hỏi, binh lính đến thành, binh từ đâu đến? Nhưng mà không đợi người khác trả lời, phía nam, tây, bắc cũng bốc lên ba làn khói màu đen. Đây không phải là khói ngoài thành, đó là khói bên trong thành, có người chạy vào đây rồi. Nghe thấy những lời này, Lý Hỏa Vượng không để ý đến chất vấn Huyền Tẫn nữa, lập tức liền bắt đầu hành động, ta đi xem trước, ngươi cùng quốc sư trông coi Cao Chí Kiên. Lý Tuế đi thôi. Chờ Lý Hỏa Vượng há to miệng vừa mới nuốt chửng Lý Tuế, hai xúc tu của Lý Tuế liền chui ra khỏi người Lý Hỏa Vượng. Nhanh chóng lấy ra hai tờ giấy nghệ vàng, dùng máu của mình nhanh chóng vẽ ra lá bùa, trực tiếp dán lên hai đầu gối của Lý Hỏa Vượng. Ngay khi tấm bùa được dán lên, thân thể mang theo dư ảnh của Lý Hỏa Vượng lao ra khỏi cung điện như một cơn gió. Mà lúc này ở trong Thượng Kinh Thành, Lữ Cử Nhân bồng con gái Tú Nhi của mình đi từ dạp hát bên ngoài đến phía sau nội viện, trong tay còn cầm một hộp điểm tâm gói bằng giấy dầu. Vừa vào cổng phụ, Lữ Cử Nhân liền nhìn thấy vợ của mình nằm trên ghế nằm chợp mắt, vừa nghe vở kịch trên sân khấu trước mặt, vừa khua nhẹ móng tay dài. Bên cạnh vẫn là hai tiểu cô nương thanh tú đứng cạnh, một người nắn bóp chân một người xoa bả vai. Khắp Thượng Kinh Thành chỉ sợ là không tìm ra được người biết hưởng thụ như vậy. Quyên Nhi, nàng nên đi lại một chút rồi, từ khi đến ở Thượng Kinh Thành này, muội đều mập lên rồi. Mập thì làm sao? Mập mới tốt. Chỉ có nhà giàu mới có thể nuôi ra người mập. La Quyên Hòa bất mãn mở to mắt. Khi nàng nhìn thấy Ngô Cử Nhân trong tay cầm điểm tâm, có chút kinh ngạc hỏi, Cử Nhân, đó là cái gì? Lữ Cử Nhân có chút ngượng ngùng bảo hai tiểu cô nương kia rời đi, tiếp theo có chút xấu hổ đặt phần điểm tâm đó lên chiếc bụng có chút căng lên của đối phương. Chờ khi La Quyên Hòa có chút ngơ ngác mở ra xem, phát hiện bên trong là một chồng bánh ngọt hình chữ nhật màu trắng, trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Ai ra? Là bánh bắc đèn. La Quyên Hoa cầm lấy hai miếng bỏ vào miệng, cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào trong miệng. Ngon quá, từ khi rời Tứ Tề liền chưa thấy lại món này. Ông nhà, sao ngươi lại nghĩ đến cố tình mua món này cho ta? Lữ Cử Nhân ngượng ngùng gãi đầu, ta không có cố tình mua, chỉ là ở chợ mới mở một tiệm, chủ quán vừa hay là người chạy nạn từ Tứ Tề đến, ta nhìn thấy liền tiện mua một ít. La Quyên Hoa đột nhiên cảm thấy không chỉ có vị ngọt trong miệng mà còn có vị ngọt trong lòng. Nàng biết rằng thứ này không dễ tìm ở Đại Lương. Trước đây không có tiền, loại bánh ngọt này không thể mua nổi, cũng chính khi hai người thành thân rồi, cân mua được 6 lạng. Lúc ấy lần đầu tiên mình ăn bánh ngọt ngon như vậy, 6 lạng bánh kia bị một mình ăn hết, không ngờ tên cứng nhắc này bao nhiêu năm vậy rồi mà vẫn nhớ. Cái kia,
lúc trên đường đi, ngươi chịu ấm ức rồi khuất, đã nói mấy lời không dễ nghe, ngươi đừng để ý. Nhìn biểu cảm quẫn bách đối phương, La Quyên Hoa phảng phất như lại lần nữa nhìn thấy thanh niên mặt đỏ như đít khỉ kia, che miệng cười trộm. Đang nói chuyện nghiêm túc với nàng cười cái gì? Lữ cử nhân có chút không nhịn được, đặt con gái xuống đất, liền chuẩn bị đi tới rạp hát phía trước. Các bạn vừa nghe xong tập 99 của bộ truyện Đạo Quỷ Dị Tiên của tác giả Hồ Vĩ Bút tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.